Hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội có hàng trăm khu tập thể cũ độc lập có quy mô từ 2 đến 5 tầng. Do không được sửa chữa bảo trì thường xuyên cùng với việc cơi nới chuồng cọp của các hộ dân, dẫn tới việc nhiều nhà tập thể xuống cấp và không đảm bảo yêu cầu về công tác phòng cháy chữa cháy. Trong khi chờ đợi các giải pháp đồng bộ, thì việc tuyên truyền và tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tập trung đẩy mạnh và trong đó phát huy hiệu quả vai trò của lực lượng cảnh sát khu vực. Được gọi là công việc vác tù và hàng tổng. Nhưng đối với ông Bình, việc gõ cửa từng nhà để tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy đã trở thành thói quen. Tuyên truyền đến các hộ dân là tất cả các cái yêu cầu, các cái tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy để đến bà con, để bà con nắm được tất cả các cái tự phòng cháy chữa cháy cho chính bản thân hộ gia đình nhà mình. Như ở đây cũng đã xảy ra, cũng có những cái vụ coi như là mặc dù là cũng là mới là xảy ra thôi, nhưng mà cũng được cái là bà con cũng rất là nắm bắt được tất cả mọi các cái ấy, là rất là kịp thời mà đã xử lý rất là tốt ở trong vấn đề ấy để ngăn ngừa các cái vụ cháy lớn có thể xảy ra. Trên địa bàn phường Ngọc Khánh có hơn 50 dãy nhà tập thể cũ đã hết niên hạn sử dụng, có quy mô từ 2 đến 5 tầng. Mạng điện thì chằng chịt, trong khi nhiều khu tập thể nằm sâu trong ngõ nhỏ, xe chữa cháy không thể tiếp cận. Từ tháng 4 năm 2019, lực lượng cảnh sát khu vực của Công an thành phố Hà Nội được giao thêm nhiệm vụ hướng dẫn, tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đã đem lại hiệu quả tích cực. Việc nắm rõ địa bàn, thường xuyên lắng nghe, tháo gỡ những kiến nghị trong công tác phòng cháy chữa cháy cho nhân dân, lực lượng cảnh sát khu vực đã trở thành cánh tay đắc lực của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tại cơ sở. Đối với những chung cư này thì ngoài cái việc là thường xuyên là chúng tôi là tuyên truyền hướng dẫn, trang bị các cái phương tiện phòng cháy cháy, hướng dẫn người dân sử dụng, thì cũng có những cái rà soát về nhân khẩu, về cả KT1, KT24 và đặc biệt là quan tâm cái lực lượng người, những số người ở tỉnh ngoài, người vãng lai đến tạm trú để thường xuyên là kiểm soát số người đó và đồng thời là hướng dẫn người ta khi có sự thay đổi để làm tốt công tác phòng cháy cháy. Khi lực lượng cảnh sát ra đến từng hộ gia đình, đến từng ngõ phố, đến từng cái nhà văn hóa và đã có chủ động tham mưu cho nhân dân là tăng cường công tác kiểm tra và quản lý đối với các cái hộ gia đình cũng như các cơ sở địa bàn, thì cơ bản các cơ sở đều được trang bị cái thiết bị trang bị phòng cháy và lực lượng cảnh sát phòng cháy đều nắm được rất chính xác về cái chất lượng, cái hiệu quả và cái công tác, cái ý thức của nhân trong phòng cháy này. Khi mà công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy tại cơ sở được nâng cao, người dân có ý thức chủ động phòng cháy chữa cháy, thì những nguy cơ gây cháy nổ sẽ được giảm thiểu và giúp hạn chế những thiệt hại do cháy gây ra.